đăng ký ngay VTV Show, kênh giải trí số của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin phép là em không có thị ạ. Vâng, em ở thành phố Lào Cai ạ. Xin phép em, anh vâng bỏ ạ. Thị. Mình có thể hiểu thế này, câu này nói nhỏ thôi. Cô là rất mải chơi. Cô rất ham vui đúng không cô? Thế nên em được gọi là cô Liên vui tính á. Ở đây. Thăm Lào Cai quê chúng em, lời đầu ngần sông Hồng về xuôi, soi bông Hoàng Liên cao vời vợi, yêu biết mấy. Thì em xin phép hôm nay được mang hương vị Lào Cai đến dạ với chương trình. Cảm ơn bạn rất được nhiều. Tặng anh, được tặng ban cố vấn, được tặng người chơi. Anh gợi ý hơi muộn. Hả? Hết giờ rồi. Vâng. Người chơi cuối cùng là Nguyễn Kim Liên, 37 tuổi, đến từ Lào Cai, là giáo viên ngữ văn cấp trung học cơ sở. Tính tình dễ gần vui vẻ, thích được làm giáo viên chủ nhiệm vì được tham gia nhiều hoạt động cùng học sinh. Em mang tên một loài hoa, hè sang chớm nở, khoe hương bên đầm. Tính tình vui vẻ, vô tư, gặp em ai cũng từ từ vui lên. Hoa bên đầm. Hoa súng chật nhẹ. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ạ. Bạn Sen đúng không? Vâng ạ. Vâng, em là Kim Liên ạ. À, Liên rồi. Sen vàng ạ. Rồi rồi, chào Liên. Đấy, nhiều lúc anh cứ bị thế đấy. Anh mà anh còn bị dị ứng với màu đỏ cơ nhá. Anh nói thật với em. Anh nói riêng với Sơn ấy, anh tôi chết tôi rồi. Hôm nay có dị ứng bên phải thì anh đừng trách em. Ừ. Đấy, tôi thích cái không khí này, nó thật vâng thoải mái mọi người nhá. Chúng ta đến với chủ đề là mặt. Khi chúng ta sử dụng tiếng Việt ấy, có nhiều từ chúng ta sử dụng và ai cũng hiểu, nhưng để phân tích kỹ nó là cái gì thì lại đôi khi lại không. Ở đây có đặc biệt là bạn Kim Liên đến từ Lào Cai. Vâng, em là xin phép là em không có thị ạ. Vâng, em ở thành phố Lào Cai ạ. Xin phép em, anh vâng bỏ ạ. Thị Nguyễn Kim Liên không thị, được chưa? Em dạy môn gì? Dạ em dạy môn ngữ văn và môn lịch sử ạ. Ở đây cô ghi là thích được làm giáo viên chủ nhiệm. Vâng ạ. Vì sao ạ? Phải nói rằng là với gắn bó với sự nghiệp giáo dục thì em thấy rằng khi được làm một giáo viên chủ nhiệm, được cùng với các em học sinh và hướng dẫn các em tham gia các hoạt động thì không chỉ là đấy là cái niềm vui nghề nghiệp mà còn mình còn được các em truyền cho rất nhiều cảm hứng sau mỗi một cái hoạt động đó. Mình có thể hiểu thế này, câu này nói nhỏ thôi. Cô là rất mải chơi. Cô rất ham vui đúng không cô? Thế nên em được gọi là cô Liên vui tính á. Ở đây. Vâng. Cái câu này là mình nói trong ngoặc kép và mang tính là khích lệ nhá, mang ý nghĩa tích cực ấy nhá. Vâng, em chuyên hiểu theo nghĩa tích cực ạ. Đúng rồi. Chưa bao giờ em hiểu theo nghĩa tiêu cực cả. Còn về lịch sử thì sao ạ cô Liên? Nếu mà về lịch sử bây giờ cô giới thiệu về Lào Cai quê mình xem nào. Xin phép mà anh và toàn bộ chương trình mà nếu mà cho giới thiệu thì em lại xin phép là giới thiệu bằng kết hợp nhạc họa. Nhạc. Có cả âm nhạc à? À vâng ạ. Vâng, à, như nào ạ? Vâng, dạ. Xin mời. Thăm Lào Cai quê chúng em, lời đầu ngần sông Hồng về xuôi, soi bông Hoàng Liên cao vời vợi, yêu biết mấy. Quê hương Lào Cai. Thăm Lào Cai quê chúng em, la 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 la, yêu biết mấy, quê hương Lào Cai. Hay chưa? Và trong cái lời la la của em thực ra có biết bao điều muốn nói. Vâng. Và ngày hôm nay xin phép được nói một chút gì đó, đó chính là em xin phép mà anh Xuân Bắc và toàn thể chương trình, đó là được mang một chút hương vị Lào Cai, quê hương em. Một vùng quê biên giới có rất nhiều đặc sản thì em xin phép hôm nay được mang hương vị Lào Cai đến dạ với chương trình. Cảm ơn bạn rất được nhiều. Tặng anh, được tặng ban cố vấn, được tặng người chơi và hy vọng rằng với hương vị ớt nồng nàn rất thơm. Vâng, thì mang nét rất riêng của Lào Cai thì tất cả mọi người sẽ biết đến quê hương em và ghé thăm Lào Cai thật là nhiều. Chúng em luôn luôn chào đón tất cả mọi người ạ. Nói thật với cô Liên nhá, hơi cay đấy. Cái này là cay vừa vừa thôi ạ. Mặc dù món quà hôm nay rất cay nhưng nó là hương vị, gia vị không thể thiếu của cuộc sống. Đúng rồi. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn món quà rất đặc biệt. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đi tìm người chơi đầu tiên. Xin mời. Ai rồi cũng có lần đầu. Người nào cũng nghĩ rằng hoặc là mình hoặc là không phải là mình.
Vâng. Tôi để ý rồi, cứ người nào trao quà là được ưu tiên chơi đầu tiên. Thế là may mắn anh ạ. Ừ, vâng. Ớt yếc các thứ, thực ra là hôm nay mà có cả nem chua hay là bò khô thì lại không thi đầu tiên đâu. Mà mua ớt thôi. Bạn cứ bình tĩnh nhá. Vâng ạ. Tôi sẽ gợi ý, khó quá thì bỏ qua nhá. Chuẩn bị 90 giây bắt đầu. Trái xoan hay trái xoan? Một ạ. Một, chính xác, vỗ tay cho bạn. Tiếp theo, nấp nó hai là ạ. Gì ạ? Hai, lấp hai. Nó. Đáp án chính xác. Da bạn... sữa. Da sữa hoàn toàn đúng. Tì hí. Mắt lươn. Hoàn toàn chính xác. Hãy viết lại cho chính xác từ sau. Bộc tuệch. Bộc tuệch. Chính xác, chúc mừng bạn. Có bao nhiêu lỗi sai chính tả? Gặp có cái mũi to bè, hai gò má cao, cặp môi mỏng luôn nhếch lên thành một nụ cười sấp sược, giễu đời và thậm chí còn hằng học nữa. Một. Chưa chính xác. Để ý nào. Khó quá, có thể bỏ qua. Bỏ qua. Bỏ qua. Tiếp theo nào. À, hai. Tiếp theo đây. Ghép từ, ghép từ. Nhắn thín. Đáp án chính xác. Hãy hoàn thiện cụm từ sau. Phụ nữ rất hay dùng, đặc biệt là khi trang điểm. Cần phải có cái này để mỗi khi mặt nó không còn ấy. Giấy đó. Thấm dầu. Đáp án chính xác. Đây là gì? Chân mày. Chân mày, đáp án hoàn toàn đúng. Cách gọi khác của hai gò má. Lưỡng quyền. Đáp án hoàn toàn chính xác, rất tuyệt vời. Còn đây, bạn cài lại phần mềm, gọi là cái gì đấy, nó có một cái à, hết thời gian. Nó là giao diện. Vâng, giao cảm ơn diện. Anh. Ừ. Anh gợi ý hơi muộn. Hả? Hết giờ rồi. Vâng. Bạn Nguyễn Kim Liên trả lời được 9 điểm, xin chúc mừng.